Rồi, chào mọi người. Hôm nay cửa hàng về mấy cái đầu vít có 500 hít ha. Thì cái đầu vít này nó có được thiết kế là những cái 500 này để giữ cái con vít được cứng cho hơn đó. Để chúng ta bắn nó không có bị sốc. Đó. Thì nó thiết kế những cái dòng cái loại này là mới giờ nên mình sử dụng những cái đầu bắn vít á rồi mới giờ vẫn vào được ha. Đó. Nó lại ngắn vậy nè thì vào được đó thì trên cái thân này nó làm bằng thép rất là tốt ha. Tôi cầm tay thấy thép rất là xịn chứ không phải là loại bình thường đó. Trên đây nó thiết kế 500 ha. Đây những cái 500 nè thì khi mà hít con vít vô nó sẽ rất là cứng đó, hít con vít vô sẽ rất là cứng ha. Thì nó phù hợp với những các đầu bắn vít á, mấy súng bắn vít rồi đó. Chúng ta bắn to hoặc bắn vít làm trong gỗ hoặc là bắn sắt rồi đó, những cái đầu vít đó. Hàng vừa về cửa hàng, số lượng cũng tương đối nhiều. Và mọi người có nhu cầu mua hãy liên hệ với số thông trên màn hình nha. Hoặc là nhắn tin hoặc Zalo đều được hết ha mọi người ha. Hàng rất là đẹp. Rồi, mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ tôi theo số màn hình ha. Dạ, cảm ơn mọi người. Xin chào.